Con xin chào cha Giuse Phạm Minh Ước. Được biết cha hiện tại sinh sống ở Melbourne và cha cũng đang làm việc tại giáo xứ tại Melbourne. Và con có nghe là cha trước 1975 cha có đi lính của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì cha cho con biết và cho khán giả biết tất cả những cha có những cái kỷ niệm nào đẹp nhất trong cái thời kỳ cha đi lính. Vâng, trước đây thì tôi phục vụ ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và thuộc binh chủng thủy quân lục chiến. Lúc mới về đơn vị đó thì là tôi ở trong đơn vị viễn thám, về sau này ở trong cái biệt đội gọi là biệt đội tác chiến điện tử. Thì trong cái biệt đội của tôi chỉ có 30 anh em thôi. Thì cái công việc chính là đi vào sâu xa ở trong gần vùng biên giới Việt Lào đó để khám phá địch quân, và nếu mà khi khám phá được thì đương nhiên là chúng ta báo cáo về cho Bộ Tư lệnh để từ đó người ta tổ chức các cái cuộc hành quân hay là thế nào đó. Khi nói về tất cả những kỷ niệm vui hay là buồn, dĩ nhiên có cả vui và buồn, kỷ niệm đẹp cũng có và những kỷ niệm không đẹp lắm thì cũng có. Những người lính ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thủy quân lục chiến hay là tất cả các đơn vị thì dĩ nhiên là chúng ta cận kề với cái chết. Điều đó thì chúng ta cũng biết. Dĩ nhiên là chúng ta sống cho lý tưởng, chiến đấu cho lý tưởng, chiến đấu cho những cái gì mà chúng ta tin là đẹp nhất để bảo vệ quê hương, rồi bảo vệ đồng bào của chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái đe dọa, những cái hiểm nguy của đời lính luôn luôn nó có ở đó. Nhưng mà cái đẹp của đời sống quân ngũ là thế nào? Là tình mà chúng ta ngày xưa vẫn gọi là huynh đệ chi binh nữa, tức là tất cả các anh em ở trong đơn vị đều coi nhau như là anh em huynh đệ, những người anh em của mình. Và cái tình đồng đội là một cái gì mà tôi nghĩ đó là một cái mối là cái tình mà đẹp nhất mà tôi đã được trải nghiệm ở trong cuộc sống. Bởi vì lý do là chúng ta sẵn sàng chiến đấu bên nhau, sẵn sàng chết cho nhau và không ai bỏ ai cả. Con muốn hỏi cha tại sao mà cha lại đổi ý hướng, bỏ cuộc đời mà đi vào để tận hiến cho xã hội. Vâng, đây là một cái câu hỏi mà đã nhiều người hỏi tôi và đã có nhiều người hỏi là bộ cha trước đây cha thất tình hay sao mà cha đi tu. nhưng mà nếu mà nghĩ rằng thì là chỉ thất tình thì mới đi tu thì không ai có thể tu được. Cái điều đó là cái chắc chắn, chúng ta phải yêu đời, yêu người. Tại sao mà tôi lại theo đuổi cái ơn gọi này thì tôi cũng có kể cho một số người là cái lúc cái ngày tôi còn ở trong quân đội, tôi được bầu vào bên trong một cái ban đại diện của quân nhân thủy quân lục chiến. Và cái nhiệm vụ chính của tôi ở trong cái ban đại diện thủy quân lục chiến, quân nhân công giáo thủy quân lục chiến là tổ chức những đưa các cha đi ra ngoài tuyến đầu, tức là để mà cử hành các bí tích và dâng lễ. Thì tôi thấy là mỗi sự hiện diện của các cha và đặc biệt là sự hiện diện của bí tích ở trong đạo của chúng ta và các thánh lễ đã đem lại những cái niềm an ủi và cái sự bình an rất là to lớn cho các binh sĩ vào lúc đó. Rồi khi mà tôi đi cải tạo ở trong U Minh thì có một cha ngày trước đó cũng làm tuyên úy ở trong quân đội, và khi mà cha được chuyển vào cái trại đó thì trong mấy ngày hiện diện của cha, ngoài những cái cử hành thánh lễ một cách âm thầm thôi, nhưng mà cha cũng giải tội và nâng đỡ tinh thần anh em. Do đó tôi thấy là cái tác vụ linh mục ở trong những cái hoàn cảnh như thế quả thật là rất ý nghĩa, và cái đó là một cái điều hấp dẫn lớn đối với tôi. Do đó khi mà sang tới bên này thì tôi nghĩ là chúng ta tôi dự định là tôi phải làm linh mục ở bên Việt Nam cơ. Nhiều người nói bảo này, nếu mà muốn làm linh mục phải đi ra ngoại quốc mới đi cải tạo về, mà lại đi tu liền chắc là ngày hôm sau lại trở lại chạy cải tạo thôi. Nhưng mà tôi do đó muốn tu thì phải ra ngoại quốc. Nhưng mà hồi đó tôi nói với một số người, tôi bảo không, tôi muốn làm linh mục ở Việt Nam, bởi vì lý do đó, linh mục ở trong những hoàn cảnh, không phải là tôi thánh thiện ngon lành gì, nhưng mà tôi, bởi vì những cái gương mà tôi nhìn thấy trước đó, đó tôi nói là làm linh mục ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, đối với những người đang là ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, có lẽ họ cần mình hơn và ý nghĩa hơn. Nhưng mà tôi không thể thực hiện cái điều đó bên Việt Nam được. Do đó là khi mà đi vượt biên rồi thì sang bên này, 5 tháng sau khi sang tới Úc thì tôi vào dọc. Vậy con cảm ơn cha đã chia sẻ những ý đẹp, ý tốt và cho đài. Vâng, xin cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Thành Thúy.